Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lần đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình ủng hộ cho Hồng Ni và Hồng Loan, cô con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Kính thưa quý vị, mới đây nhất thì nhà báo Song Minh đã có đăng một tấm hình, và đây cũng là một minh chứng, một nhân chứng sống mà không cần DNA gì cả. Ở Việt Nam gọi là ADN, ở đây gọi DNA. Đây là một nhân chứng sống, một người đã sống trong quá khứ và biết rõ được cái bánh xe lịch sử ở trong ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm như thế nào. Không ai có thể chối cãi được cái điều này hết. Khi mà nhân chứng sống này chụp hình với lại Hồng Loan và nhà báo Song Minh thì dĩ nhiên cô Sáu, chú Bảy và cô Hồng Ve kia bật ngửa liền, và biết thế nào cũng sẽ không gian dối được khán giả nữa. Sự thật vẫn là sự thật, không các bạn? Nó không thay đổi được những cái gì mà người ta không muốn nói lên thôi. Người ta chừa một chút xíu cho mình cái lòng tự trọng, vì có lẽ người này biết quá nhiều ở trong ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, và người ta muốn cho mẹ con cô Sáu tự thức tỉnh, chứ không phải là để người ta vạch mặt mẹ con cô Sáu ra trước công chúng. Kính thưa quý vị, người đó là ai? Đây, xin giới thiệu đến tất cả quý vị. Song Minh, Hồng Loan và một người đó chính là người vú nuôi của Hồng Loan khi mà Hồng Loan được đem về nhà nuôi. Đây là lời nói của nhà báo Song Minh. Có duyên lắm mới được hội ngộ những người yêu thương như vậy. Người bồng mớm từ bệnh viện về, tức là má Tư Quốc Thanh. Người vú nuôi của mớm suốt thời tuổi thơ là cô Oanh. Người hộ pháp cho mớm trong suốt gần 2 năm qua là Hồng Ni. Người bồng mớm về là má Tư Quốc Thanh. Rồi người nuôi mớm trong cái thời gian tuổi thơ đó là cô Trần Oanh. Bây giờ người này đã xuất hiện rồi. Và một người nữa không kém phần quan trọng trong cuộc đời của mớm. Kể từ khi ngày 20 tháng 5 lên trên ngôi mộ của cha mình và nói rõ tất cả những khuất tất ở bên trong người đó luôn. Sau đó thì người đó đã đến với Hồng Loan và đã ủng hộ Hồng Loan cho đến bây giờ, bất chấp cái thân xác của người ấy đã bị tổn thương, đã bị cấu xé, đã bị ghi biết bao nhiêu mảnh. Từ cộng đồng mạng, từ nơi phe bên đối lập, và từ những cái người mà cho rằng vì yêu thương mà đến, rồi họ quay xe, họ tấn công người con gái này, tức Kim Cang hộ pháp Hồng Ni. Ba tấm ảnh này phải nói thật sự là rất là có giá trị. Thứ nhất là Song Minh chụp hình với lại Hồng Loan và với lại cô Oanh Trần. Thứ hai, Song Minh chụp với lại má Tư Quốc Thanh và Hồng Loan. Và là tấm thứ ba là Song Minh chụp với Hồng Ni và Hồng Loan. Ba tấm hình này rất có giá trị. Hai bàn thờ ơi, Le Le ơi, Mã Tư Lùng ơi, Tam Tai ơi, đạo diễn Đức Kê Thung ơi, và cô Heo Tay Xanh ơi, hãy nhìn kỹ tấm hình này. Rồi có một lời nào nói nữa không? Hay là phải cúi đầu chấp nhận xin lỗi và chịu thua? Có lẽ họ cũng sẽ không chịu thua một cách dễ dàng như vậy đâu. Họ sẽ có những cái luận điệu xảo ngôn nữa để lấp liếm cho cái những gì mà họ đã làm sai, không các bạn ha.
Phải nói khi mà thấy cô Oanh Trần này xuất hiện trên tấm hình của Hồng Loan và nhà báo Xuân Minh, tôi rất mừng. Như vậy trận chiến pháp lý cũng đã sắp sửa kết thúc, và những bằng chứng, đây là sự thật, người nhân chứng này, chỉ cần cô ấy làm chứng Hồng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì tất cả những cái mơ mộng hảo quyền của cô Sáu đều tan biến theo mây khói. Nhưng mà thật tình ra là cô Sáu đã biết Hồng Loan là con ruột của anh mình, nhưng vì lòng tham không đáy, từ khi mà bước chân vô cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm thì hai mẹ con của họ đã muốn chiếm đoạt cái căn nhà này rồi. Cho nên họ đã bày mưu ủ kế, cũng như chúng ta đã thấy họ lập phi bằng trong một cái video chỉ là quay trong nhà ăn uống nói chuyện chơi thôi, mà họ cứ nói rằng cố nghệ sĩ cho căn nhà này cho Hồng Phượng. Và chú Bảy cũng như thím Bảy cũng dựa vào một cái video trời ơi đất hỡi đó mà nói rằng cố nghệ sĩ cho căn nhà này cho Hồng Phượng. Nếu mà cho Hồng Phượng thì tại sao mấy không đem tất cả hồ sơ sổ đỏ sổ xanh gì đó ở Việt Nam đưa cho Hồng Phượng đi, mà tại sao khi mà ông ấy biết ông ấy không thể qua khỏi được thì ông ấy đưa tất cả sổ đỏ cho Hồng Loan. Và Hồng Loan tuy rằng bị ức chế mấy chục năm qua dưới bàn tay bạo lực, tàn ác, chèn ép của cô Sáu, nhưng mà cô ấy đã được dùng lên nhờ cộng đồng mạng. Và cô ấy cũng không kém phần thông minh khi đi sang tên nhà trước khi những chuyện khác nó đổ bể ra. Nếu mà cô ấy mà không nhanh tay đi sang tên nhà thì cái câu chuyện này nó đã khác rồi, nó kéo dài và nó cũng sẽ làm khó Hồng Loan trên con đường mà đấu tranh lấy lại cái căn nhà của mình. Mặc dù không có mất, nhưng mà ý tôi nó muốn nói đây là rồi phải ra tòa nhiều lần, tại vì căn nhà chưa có sang tên kịp đó thì nó kéo dài hơn. Phải nói khi thấy hình ảnh này ba người chụp chung với nhau là cô Trần Oanh nè ha, rồi Má Tư Quốc Thanh nè với Hồng Ly, là đây là những gì mà phải nói rằng ở trên tòa án thì dĩ nhiên người ta cần chứng cứ, nhưng mà ở đây là lòng người nè, ở đây là tình nghĩa ở ngoài xã hội nè, người ta nhìn vô mấy bức ảnh này người ta hiểu rồi. Hồng Loan chính là con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà tôi đã từng nói bao lâu nay. Theo một lời bình luận của bạn Hồng Bùi Thị: Ni ơi, thương Hồng Loan nhé Ni. Hồng Loan không có mẹ, giờ đã mất cha. 2 năm nay, nếu không có Ni, giờ này không biết Hồng Loan sẽ ra sao. Thật sự như vậy. Tại vì cái tên hai bàn thờ kia nó đến với Hồng Loan, nó chỉ lợi dụng Hồng Loan thôi. Nó thấy cộng đồng mạng tấn công nó quá, nó ăn tiền của BH Media, cho nên hắn ta mới đi với Hồng Loan lên trên mộ của cố nghệ sĩ và đổ tất cả tội lỗi đó lên cho cái cô Phượng Ve. Hắn chạy tội, hắn ăn tiền của BH Media hết mấy trăm triệu, hắn ăn những cái video mà có hình ảnh của Hồng Loan, cái video nào MV nào cũng đã triệu view hết. Hắn nhờ có cái đám tang của người cha nuôi này mà hắn đã được nút bạc trong mấy ngày thôi. Hắn là một tên vô ơn, một tên vô ơn của thời đại 4.0 này. Hắn quay lưng lại, hắn đi chung bắt tay với một cô bông hậu le le. Phải nói cái cô này có tội với đất nước Việt Nam nữa, tại vì chế giễu bài tiếng quân ca và lấy cơ thể của người phụ nữ làm tổ quốc ghi công. Cách nói chuyện rất là nhớp nhúa, thiếu văn hóa, rất là khiếm nhã. Hắn bắt tay với người đó để hãm hại em gái của mình, thì thử hỏi hắn không phải là tên phản phúc chứ là cái gì đây? Phải không các bạn? Bạn Sơn Nguyễn có nói
Nhà báo Song Minh đến với drama này gần 2 năm qua cũng chỉ vì thật lòng, thật tâm yêu quý Hồng Loan, người con gái duy nhất của idol mình. Nếu sau này cả thế giới có quay lưng với Mớm, thì mình vẫn nguyện yêu thương Mớm suốt đời không thay đổi. Mình yêu thương cậu Năm ra sao thì mình yêu thương Mớm y như vậy. Mỗi khi thấy chị Mớm là mình lại tưởng nhớ đến cậu Năm. Rồi một bạn tên là Thu Nguyễn cũng có nói như thế này: cũng phải nói rằng người đứng vững đấu tranh lẽ phải cũng là Hồng Ni, và hỗ trợ nhất cũng là Mã Tư Quốc Thanh và cô Oanh mới có được ngày hôm nay. Mãi mãi nhớ ba hình ảnh này. Nhìn Hồng Ni lúc này không phải là người chị mà chỉ là người mẹ của Mớm luôn rồi. Thương yêu từng ly từng tí luôn mọi người ơi. Các bạn thấy không, những người mà vì yêu thương mà đến trong cái nhóm đấy á, họ đến không một chút lợi lộc gì hết, không một chút suy tư gì hết, nhưng mà sao họ gắt hái được dù thành công trong cuộc sống này. Họ thành công trong công việc, họ được khán giả mến mộ, họ được nhiều người và bạn bè biết tới. Đó là nếu chúng ta tin vào tâm linh, cái drama này thì chúng ta tin rằng cố nghệ sĩ luôn luôn lúc nào cũng theo để phù hộ con gái ông ấy, và luôn cả phù hộ cho những người yêu thương con gái của ông ấy. Tôi tin là như vậy. Cái, và một người nữa chúng ta cũng không quên, đó là luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc, một người chị của Hồng Loan nữa, luôn sát cánh bên Hồng Loan. Ngày xưa phải nói rằng là một luật sư làm việc cho một thân chủ, nhưng trải qua một thời gian giữa luật sư Tuyết Ngọc, Hồng Ni và Hồng Loan, họ giống như là ba chị em rồi đó. Tuyết Ngọc là chị hai, Hồng Ni là chị ba, và Hồng Loan là em út. Các bạn, cái tình nghĩa của họ nó không còn cái rào cản thân chủ và luật sư nữa. Họ đến với nhau bằng cái tấm lòng với nhau. Và có nhiều lần ngay cả Ni và Hồng Loan cũng nói rằng nếu mà nói về luật sư thì luật sư mà của Tuyết Ngọc á, thì cái ơn nghĩa, ân tình của luật sư Ngọc mình trả không biết bao nhiêu mà hết nữa. Họ làm việc không phải là vì những cái vật chất kinh tế nữa. Thì dĩ nhiên các bạn cũng biết rằng luật sư hay là bất cứ ai, bác sĩ gì, mình làm mình cũng phải có tiền lương để chi trả trang trải cuộc sống. Nhưng mà đối với là cái case của Hồng Loan này, như luật sư Tuyết Ngọc không màng gì tới nữa, chỉ biết làm mà thôi. Làm chừng khi nào cái pháp lý này được đưa lên cho quan tòa và quan tòa có một cái bóp. Hồng Loan là con gái của cố ca sĩ, là đứa con gái hợp pháp, được quyền thừa hưởng tất cả mọi tài sản của ông Võ Văn Ngoan, thì lúc đó luật sư mới không còn chiến đấu về pháp luật nữa thôi. Nhưng mà tình chị em của họ vẫn còn bền vững lâu lắm. Không biết lý do gì nhưng mà sáng hôm nay thì luật sư Tuyết Ngọc có viết những dòng trạng thái như thế này: giờ mới biết nguyên nhân một chiều sấm chớp như thế nào. Chiều nay nó xong phần bào chữa của thân chủ, mà nay sau ngày gì nó đặc biệt quá, đặc biệt nhất là vào cái giờ trưa, nên ghi vào để nhớ. Ngồi mà nó hồi hộp, nó rớt cả tim ra, nó sợ lắm, chấm chấm chấm. Lên nói phải gào lên vì đang khàn tiếng, mà mưa to gió lớn như vậy thì làm sao. Các bạn biết trong cái phòng đó cũng không có kính gì mấy, lên trên quan tòa mà mưa thì to, gió thì lớn, sấm chớp nữa. Nói thì phải cho nó dõng dạc và âm thanh nó phải, cái cường độ nó phải to hơn như bình thường để cho quan tòa và bội thẩm đoàn được biết mình đang trình bày cái gì. Trước đó có anh luật sư đồng nghiệp, anh trình bày mà nó ngồi dưới hồi hộp muốn xỉu luôn. Vì anh đang nói mà sấm chớp nó ầm 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 vậy đó, đung đung luôn. Cái microphone, cái bàn luật sư nó đứng mà nó giống như là nó bị là sẹt điện. Thấy ảnh lửa một chút xíu sẹt sẹt qua ở trên microphone, rồi các màn hình TV tắt rồi.
Ngày 8 tháng 10 năm 2024 rất đặc biệt tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Không biết cái vụ này có liên quan đến là vấn đề thưa kiện của cô Sáu và Hồng Loan hay không. Nhân tiện khoe được nhận quá nhiều quà, muốn xỉu luôn. Trời ơi, tôi nhận quà tôi đâu có xỉu đâu. Tôi sợ cái người tặng quà cho tôi họ tốn tiền quá họ xỉu thôi à. Để coi coi nhận được cái gì nha. Nào là quà chăm sóc sức khỏe Omega 3, yến thương hiệu nhà mớm, nước hoa, mỹ phẩm chăm sóc da và body. Là cơ thể đấy các bạn. Quá trời quá đất luôn. Và giả mang nhất là một cái bé iPhone 16 Pro Max luôn. Wow, một cái iPhone Pro Max luôn. 512GB luôn. Màu sa mạc đang hot hot hot. Nghe nói mà giờ mua cái màu này cũng phải đặt ít nhất là 30 ngày đó nghe. Cái mà thường thường cái màu iPhone nào mà nó hiếm hoặc là nó đang hot đó thì mình phải đặt lâu lắm các bạn. Cái màu sa mạc này hiện giờ là màu hot nhất. Thì luật sư Ngọc nói không sai, phải đặt tới 30 ngày mới có lận. Thật sự không biết nói gì hơn, cạn lời. Với những khách hàng cứng đầu hơn cả luật sư, cứ thích thì tặng thôi. Vậy đó, trân trọng chỉ biết nói là cảm ơn sâu sắc. Có, mình có nhớ rằng hồi năm ngoái thì như luật sư Ngọc cũng được tặng một cái iPhone 15 Pro Max nữa. Cái câu này thì luật sư nói rằng là thật sự không biết nói gì luôn. Cạn lời với những khách hàng cứng đầu hơn là luật sư. Luật sư cãi với người ta cứng đầu không nói gì rồi. Cãi là phải thắng. Phải biện minh cho tới cùng. Còn đằng này người ta khách hàng không cần nữa. Nhưng mà luật sư không cần những cái món quà đắt tiền hay là mỗi năm thay đổi một cái thì nó lẹ quá. Mà khách hàng thì rất là cứng đầu và muốn tặng cho luật sư cái iPhone nữa. Như vậy là Hồng Loan tặng iPhone hay là Ni tặng iPhone các bạn? Và luật sư Tiết Ngọc có nói một câu như thế này: các em cứ tặng quà miết như vậy rồi áp lực rồi sao làm việc được, ha ha ha. Rất là áp lực nha các bạn nha. Vậy các bạn đoán thử coi là Ni hay là Hồng Loan tặng. Tôi năm ngoái thì Ni tặng phải không? Thì năm nay tôi nghĩ rằng chắc Ni cũng là người tặng cái iPhone này. Đúng như mình nói. Đây là những lời bình luận nè. Và Annie Nguyễn, có nghĩa là Ni, có nói rằng chị xứng đáng nhận được sự yêu thương. Một cô tên là Phước Phan có nói với Ni như thế này: cô là người ở Quy Nhơn, Bình Định, hôm nghe con gặp chuyện ở Mã Lai mà tim cô hồi hộp, khó thở, buồn quá, nay thấy con bình an mạnh khỏe, cô vui lắm. Trân Ngọc, không ai nghĩ ba người này là luật sư và thân chủ mà chỉ là ba chị em với nhau. Vì cả ba cùng giống nhau ở một điểm, sống rất tình cảm. Luật sư Nguyễn Tiết Ngọc có nói Annie Nguyễn, Hồng Loan, Đào Phụng, cả nhà yêu ơi, hi hi hi. Rồi Ni trả lời là cảm ơn em đã yêu thương của chị, là nói với lại Đào Phụng đó. Mình không biết cái cô này là ai. Được lê quà là sự cổ vũ động viên khích lệ của sự làm việc tận tâm của em luật sư, chúc tất cả team Hồng Loan thành công. Nhưng cũng áp lực lắm các bạn ha. Tặng món quà bây giờ mà cái iPhone đó cũng đâu có rẻ đâu, cũng 30 mấy 40 triệu. Mình không biết chính xác ở Việt Nam là giá bao nhiêu. Thấy không, một người luật sư mà có tầm có tâm, khi mà người ta đến với lại thân chủ của mình, ngoài cái việc làm vì cái đồng lương ở trên pháp lý, vì cuộc sống, nhưng mà người ta còn để cái tâm vào trong đó nữa, cho nên thấy cái tầm của người ta rất là cao. Chứ không phải một ông luật sư ngủ quên, một ông luật sư mà cứ vào khách sạn livestream, một ông luật sư
đi nói xấu thân chủ của mình. Thì hỏi ơi, các bạn nghĩ coi, mình mướn ông luật sư đó mà bây giờ ông luật sư đó quay lưng nói xấu mình, đem những cái chuyện mà thưa kiện ra nói thì như thế nào đây? Còn ai tin tưởng vào luật sư đó nữa, phải không các bạn? Ở bên phía bên kia là toàn những người gai góc, những người mà bán trời không mời thiên lôi, những người mà chợ búa. Thật ra nói chợ búa thì cũng tội nghiệp cho những người chợ búa, xin lỗi những cái câu nói đó. Và phải nói rằng những người này còn tệ hơn những người chợ búa đó các bạn. Các bạn thấy không? Mã Tử Lùng nè, Thám Tử Lùng á, nó kết bè nhóm họp với lại tội phạm ở bên Mã Lai là Ngọc Hường nè ha. Chiếm đoạt tài sản của người ta lên 100 tỷ, lấy chồng người Mã Lai mà gốc Trung Quốc á, rồi kết nạp với lại tiền nổ xăm trổ ha. Rồi Mã Tử Lùng đi chung với lại hai bàn thờ ha, với lại bông hậu le le chế diệu quốc ca. Chẳng những vậy mà hắn còn có một nhóm tam tài nữa, tam sơn ngũ độc các bạn, rồi có heo tai xanh nữa. Các bạn thấy cái nhóm đó không? Nhìn cái nhóm đó tôi thấy giống như là một cái nhóm côn đồ ác quỷ gì các bạn, kinh hoàng, kinh khủng thiệt á. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ một xíu thông tin về xung quanh cái sóng gió gia tộc. Hôm nay thì cô Oanh Trần đã xuất hiện. Nhân chứng này là một nhân chứng sống, là đại biểu cho cái sự thật và những gì mà tất cả anh em đã gây dựng trong 2 năm qua. Một cái thêm vì yêu thương mà đến. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng mình chia sẻ. Nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một video lần sau nha. Xin chào.